Hôm nay em đang đi bắt nước đổi để cho về ao. Thì hiện tại thì em đang sống ở vùng núi và nước thì là thường là lấy nước đổi về thì rất là trong lành và sạch sẽ. Và mọi người có thể xem đây là nơi mà em sống. Thế thì những dược liệu xung quanh em ấy thì nó toàn là dược liệu sạch thôi, và em thường lấy để bào chế thuốc cho mọi người. Và đây là cái lỗ ao mà em nuôi để bào chế một số sản phẩm, ví dụ như là khá thú vị như là hạt thủ ô với mật ong. Đó là cái viên hạt thủ ô của em. Thế còn hôm nay em chủ yếu muốn giới thiệu mọi người một cái cây mà quê em ấy, thì mỗi người phụ nữ sau sinh ấy, thường sẽ được lấy cây này để uống giúp tăng cường sức khỏe này, bổ huyết này. Đây ở chỗ quê em gọi là cây lồm nước, không biết là quê mọi người gọi là cây gì. Thì nhìn nó lá nó khá giống cây nhân trần nhưng nó lại có lông, và hoa nó lại giống với cây hoa đuôi chồn. Và cái cây này thì em đã có một video giới thiệu về cây nữa kết hợp cho phụ nữ sau sinh, đó là cây nàng nàng, mà video có khoảng 160.000 lượt xem rồi, thì mọi người có thể xem lại trên kênh của em. Thế thì hiện tại với cái cây này mọi người có thể về phơi khô này, kết hợp với cây nàng nàng khô, mỗi vị khoảng 15 g và sắc với 500 ml nước đun sôi 10 phút là cho phụ nữ uống được rồi, rất là tốt, hiệu quả, nó lại an toàn. Thì ngoài ra nếu mọi người cần tư vấn bệnh hay thuốc đông y hay những vị thuốc thiên nhiên như thế này, có thể liên hệ trực tiếp với em theo số là 0989 517 397. Em là bác sĩ Phương và em sẽ tư vấn cung cấp dược liệu cho mọi người đầy đủ. Thì mong mọi người theo dõi, chia sẻ để nhiều người thể biết tới những cây thuốc này hơn.